Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Quang hướng dẫn cho các bạn một cái cách làm quen với con chim họa mi bổi lỡ mộc dở ấy. Thì như các bạn đã thấy ấy, trước đây Quang đã đăng rất là nhiều các cái clip về cái con chim xòe, tố chất xòe mà bây giờ Quang có thể điều khiển được nó hót ấy. Thế thì hàng ngày ấy, thì mình làm như này. Đấy. Nó có rất là nhiều cái công đoạn, có những công đoạn mà mình muốn nó thuần với mình hay là mình phải để cho nó hết cám. Đấy. Ví dụ như con chim bổi lỡ này, các bạn thấy đây, Quang để nó ăn hết sạch cám này. Thì đến cái giờ này là Quang sẽ mang cái con dế ra Quang nhử nó. Và cái công đoạn nữa là mình có thể mình hàng ngày mình ngồi như này, mình làm quen với nó như này. Đấy, thì cái con mái thì mình kè bên cạnh đây. Thì đấy, các bạn thấy nó vẫn cứ sợ, nó chưa đủ tự tin. Đấy. Thế thì mình muốn nó lấy lại được cái lửa rừng ấy, mà muốn nó hót đảo giọng ấy, thì hàng ngày mình phải luyện như này nha các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mở một cái file như Quang đang mở cái file cái con họa mi rừng hót ấy, cái con họa mi nó cũng là cái con mi rừng này, nó không có họa đấy. Đấy, cái giọng của nó rất là đặc biệt. Đấy, nó cả có cả giọng yến này các bạn, ta Quang đang mở đây. Thì cái con họa mi này mà mình muốn kích thích nó hót trở lại đấy, thì hàng ngày mình để nó xuống đất và kè con mái này và mình gọi nó như thế. Đấy, thì hàng ngày mà mình cứ luyện cho nó như này độ khoảng 2 lần. Mỗi một lần độ khoảng tầm 10 đến 15 phút thì sẽ các bạn sẽ luyện độ vài lần thôi là nó sẽ mở mồm nó hót, nó gật cù nó hót. Thế thì sau khi mà các bạn làm như thế nhiều lần để dưới đất thì các bạn ngồi các bạn làm quen tóc 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 tóc. Thế mà nó bắt đầu là nó lắc lư, nó gật gù, nó hót ấy, thì mình sẽ treo nó lên. Thế ví dụ như Quang ở trên này thì con sẽ treo lên cái dây đây hoặc cái khung chỗ này. Đấy, thế còn cái con chim này ấy, mà mình đừng có treo vội. Muốn nó treo lên mà nó hót ấy, thì có một cái giai đoạn là giai đoạn đặt đất như này. Và giai đoạn trước đây Quang cũng đã có quay cái clip đấy. Nhưng mà các bạn nào mà các bạn tư duy ra, các bạn gắn kết được với nhau thì các bạn nuôi rất là tốt. Đấy, thế thì hàng ngày ấy, thì mình để nó xuống đất như này này, mình làm quen với nó như này, mở hết ra như này. Và các bạn đừng để cái chỗ nó thoáng quá, ví dụ chỗ này thì nó cũng có cái chỗ sự che chắn. Thì nếu như mình ngồi gần như này này, gần nó như này mà nó nhảy nó hoảng ấy, thì mình có thể ngồi xa nó ra. Xong dần dần đấy mình nhích dần nó vào. Đấy, các bạn có thể ngồi xa nó ra. Đấy, cứ kệ nó thôi. Đấy, các bạn sẽ tiến xa nó ra xem này, nó có đỡ hoảng không. Đấy. Thực ra thì cái con chim này ấy, là mình nuôi ấy, thì nó đang ở cái tầm mà lông lá ở rừng nó xong rồi. Đến cái tầm này là nó rất căng lửa, nhưng mà vì cái tâm lý là nó vẫn sợ, nó chưa thuần thôi. Thế mà mình làm thế nào mà để cái tâm lý nó vững vàng ấy, thì nó bật lên nó rất là nhanh. Đấy. Chứ còn mình cái quan trọng nhất ấy là cái mình làm cái tâm lý nó bị hoảng loạn thôi. Đấy. Thế cái con họa mi mà mình hiểu biết về nó, mình điều tiết được cái tâm lý nó ấy, thì nó rất là nhanh thuần và nhanh được chơi. Đấy, thế nhân tiện đây thì Quang cũng chia sẻ với mọi người ấy, rằng là cái cách mà nuôi con chim bổi mà nhanh thuần nhất ấy, thì mình trừ những cái thời điểm mà mình làm quen với nó ra ấy, thì các bạn đi đâu thì tốt nhất các bạn cứ bịt kín áo lồng vào nha. Đấy, thế các bạn mà mở áo lồng ra ấy, thì thứ nhất là nó sẽ nhảy nhiều, và nhảy nhiều thì nó sinh ra lỗi. Đấy, các bạn cứ bịt kín áo lồng vào, kéo kín khóa xuống, và để đấy nó sẽ ăn uống nghỉ ngơi ở trong ấy, thì nó sẽ hạn chế sinh ra lỗi đấy một cách tối đa nhất. Đấy, thế Quang đã cách đây đến 7 tháng là Quang đã có một cái cách nuôi cái con chim lông đỏ đấy, chỉ có 5-6 tháng là chơi được vào giàn. Thế nhưng mà vẫn không bằng cái lúc mà quay các cái giai đoạn mà hướng dẫn các bạn nuôi con chim tố chất xòe đấy. Chỉ có 3 tháng thôi có thể điều khiển được nó hót. Thì mình cũng tìm tòi ra cái cách nuôi mới. Đó là các bạn biết thôi, là hàng ngày ấy, mình chỉ cần làm quen với nó độ khoảng 2 đến 3 lần. Đấy. Và có cái con mái hay hỗ trợ. Đấy. Sau đó thì mình phải để cho nó ăn uống nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cứ hàng ngày như thế nó thành cái thói quen. Đấy, và dần dà chỉ khoảng 1 đến 2 tháng ấy, khi các bạn là làm nó quá quen với cái điều đấy, thì khi con chim nó nhìn thấy các bạn ấy là nó rất là phấn khởi. Đấy. Vì bình thường ấy là mình để nó ở trên này mà nó chỉ thỉnh thoảng nó nghe thấy con mái rích rích ấy,
nó không được nhìn thấy mái và nó cũng không nhìn được được mình. Đấy, khi hàng ngày ấy, mình ra mình gọi nó thành ngày nào cũng thế, nhiều lần nó thành cái thói quen. Đến lúc nó cứ thấy mình ấy, là nó được ăn uống này, nó được treo ra để kích thích nó hót này thì nó rất là mừng rỡ. Vâng, đấy, thì vừa xong thì các bạn thấy là nó cũng đã lắc lư lư nó hót ấy. Đấy, nhưng mà nó cũng đang mải nhiều cái. Đấy, thì các bạn mở như này thì kèm theo các bạn gọi mồm. Thì kệ nó thôi. Cái vài cái lần đầu ấy, hoặc là một tuần đầu ấy, là nó hot hay không hot ấy, kệ nó các bạn ạ. Miễn là làm sao ấy, là nó cứ tự tin. Đấy, các bạn làm sao mà để cái chỗ nào mà nó đừng nhảy nhiều. Một như hôm nay mình để ra cái chỗ này là nó cứ nhảy lên nhảy xuống như này là cũng không tốt. Đấy, thế thì Quang ấy thì có điều kiện hơn mọi người ấy, là Quang cũng bỏ ra cũng rất là nhiều tiền để mua những cái con chim mái hay. Thì vực chim bổi nó rất là nhanh. Đấy, thì cũng không giấu gì các bạn, ở đây ấy là Quang có hai con mái cơ. Đấy, để mà Quang điều với con chim bổi này. Đấy, ví dụ để ở đây mà nó không ăn con mái này lắm ấy, thì mình sẽ để vào cái góc này để cho nó tĩnh ở trong này. Thì mới hy vọng là nó mở miệng ra. Đấy, các bạn thấy ấy. Đây, Quang lại thay vào cái con mái này. Đấy, các bạn thấy ấy, nó thích con mái này này. Thì đấy, nó sẽ búng tốt hơn như này. Đấy, thế con mái này thì mình lại che nó đi. Đấy, thế còn cái phương tiện con mái với cả cái phương tiện một cái điện thoại nữa là để mình kích thích nó như này. Đấy, mình mở mình đặt lên trên lóc lồng như này. Đấy, và mình lại ngồi với nó thôi, mình làm quen với nó hàng ngày như này thôi. Đấy, có cái con mái hỗ trợ rồi, nó sẽ không hoảng không nhảy nữa. Đấy, thì có thể cho vào đây ấy, có thể cho vào đây ấy là nó sẽ đỡ hoảng hơn. Thì các bạn cứ mở cái file đấy nhá. Và mỗi ngày các bạn đảo đi file liên tục nhá, chứ đừng có mở mãi một cái file đấy là nó nghe thì nó chán đấy. Có thể đảo sang là họa mi này, xòe than khiếu này, sơn ca yến, đấy, nó nhiều. Hoặc là có một số những cái con chim rừng như thanh tước, rồi thì các cái loại chim rừng ấy mở ra ấy, là nó sẽ phấn khích lên, nó khi nó lắc lư nó hót ấy. Thì các bạn sẽ làm quen như thế hàng ngày. Thế cái giai đoạn nuôi con chim bổi này ấy, thì nó chỉ có vất vả ấy, độ khoảng 2 tháng đầu thôi. Và mình cũng đừng có sốt ruột. Đấy, đấy. Chứ lúc đầu ấy là nhiều bạn nuôi là cứ sốt ruột thì không chơi được họa mi đâu. Đấy, thế còn cái thứ hai nữa là các bạn nên chọn được cái con chim bổi mà nó có tố chất ấy, thì nó cái công mình bỏ ra mình chăm như thế ấy, nó lên lửa đó, nó sẽ bù đắp cho cái công của mình. Mình sau này mình sẽ được cái hài hưởng cái thành quả của mình. Vâng, thế đấy, các bạn cứ hàng ngày các bạn để như thế, vừa là làm quen với nó, vừa là gọi mồm. Đấy, thì các bạn nhé, cứ kích thích hàng ngày, kích thích nó lên thôi. Đấy, và để 1-2 hôm nữa nó căng lửa hơn một chút nữa thì Quang sẽ quay một cái clip nữa, Quang hướng dẫn các bạn là treo nó lên. Thế thì như này nhá, nếu mà Quang không làm được cái clip đấy thì Quang cũng nói luôn như này. Mình cứ để hai con như này, sau đó mình gọi mồm. Và thấy khi nào con trống ấy nó cứ lắc lư gật gù, nó hót này. Nó hót khi nó đang say hót ấy, nó hót được khoảng tầm 5 đến 7 phút nó say hót rồi, thì các bạn tiến đến nhẹ nhàng, các bạn cầm lồng các bạn nhẹ nhàng, các bạn có thể treo lên cái phía bên này, treo lên cao thế. Và khi treo lên thì các bạn cũng đặt cái con mái ở bên cạnh đấy, treo cạnh đấy. Và các bạn lại tiếp tục các bạn mở các cái file và các bạn gọi mồm. Tóc 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 tóc. Và khi các bạn treo lên cái con mi nó treo ở trên ấy, bắt đầu nó lại cũng đang say hót ấy, nó cũng lắc lư nó hót, nó đang say hót ấy. Thì các bạn cho nó hót độ khoảng 5 phút. Thì các bạn nhẹ nhàng tiến đến, các bạn tách cái con mái nó ra, đặt nó xuống đất. Và lại tiếp tục gọi mồm, và khi mà cái con chim nó đang say nó hót ấy, thì nó sẽ không hoảng loạn nữa đâu. Đấy. Thế còn khi mà các bạn nó chưa say hót ấy, các bạn đừng treo vội, treo ra, hoặc là các bạn treo ra ấy, thì đừng có vội vàng bắt nó hót được. Đấy. Cố gắng là lúc treo ra ấy, thì mình cứ gọi thôi. Đấy. Vâng, thế thì cái clip này ấy, thì Quang muốn nói với các bạn rằng là nuôi mi ấy, thì nó sẽ
tạo cho mình được cái tính nhẫn lại đấy, cái tính kiên trì đấy. Nếu mà bạn nào mà nuôi được con mi thành công lên đấy thì nó sẽ tính tình nó sẽ điềm đạm lên hẳn đấy, nhất là các cái bạn nóng vội đấy, nóng vội nó không chơi được họa mi, rất là khó chơi đấy, không nên sốt ruột đấy. Thế thì như này nhá, cái clip này Quang hướng dẫn như thế rồi nhá, các bạn cứ thế mà làm nhá, Quang đảm bảo là nó sẽ thành công đấy. Đấy, thế còn nhiều bạn gọi điện hỏi là sao gọi đến hàng tháng hay là nó vẫn chưa bắt, thì là do các bạn chưa biết cách gọi thôi. Đấy. Đấy. Đấy, khi mà có hai con mái thì các bạn thấy nó rất là lợi thế. Con chim trống ấy là nó thích con mái nào mình sẽ biết ngay. Đấy. Và lúc mà cái con mái nó thích cái mình cứ tách nó ra một cái là nó sẽ đấy, nó sẽ khác hẳn ngay. Đấy. Và cái họa mi này thì nó rất là các bạn nhá, cái càng cái con chim mà nó càng hám mái ấy, thì nó sẽ càng nhanh được chơi đấy. Khi mà nó chơi được rồi thì tách mái ra rất là đơn giản đấy, cứ tách từ từ thôi, không có gì là khó khăn cả đấy. Thế cái con mái này là nó không nhìn thấy con trống là nó toe lên đấy. Và các bạn có thể để hai con mái luôn như này đấy, cho nó nhìn thấy và nó sẽ lên lửa phấn khích rất là nhanh đấy. Quang cứ nói đơn giản như bây giờ mà có hai cô gái đẹp ở hai bên ấy thì mình sướng lắm. Con mi này nó có hai cái con mái rất là hay để ở hai bên này đấy, nó lên lửa rất nhanh. Thì các bạn để hai con mái hai bên như này nha, các bạn để ý ấy. Khi con trống ấy mà nó sẽ thích cái con mái nào ấy thì nó sẽ nhảy nó đánh con mái kia đấy. Đấy. Thế còn như cái clip này thì Quang được thấy rằng là cái con mi này ấy, thì nó hai con mái này đều hay cả, nó cũng không biết chọn con mái nào cả. Đấy. Thì mình cũng ở giữa mà có hai cô gái đẹp ở hai bên ấy, mình cũng không biết chọn cô nào, và tốt nhất ấy, có khi lại chọn cả hai thì hay nhất. Vâng, thì nói đùa với các bạn một chút thế thôi. Thế thì cái con chim bổi lỡ này này, mình mà có hai con mái hay như này ấy, mình vực nó rất là nhanh. Thế các bạn thấy ấy, tại sao mà Quang nuôi chim họa mi mà nó nhanh lên lửa, mà nó nhanh được chơi thế, là có hai con mái nó hỗ trợ rất là nhiều. Chứ còn mình ấy thì chỉ có gọi là có cái cách điều tiết thôi, cái cách mình điều thôi đấy. Thế còn nếu như không biết cách ấy, thì nó cũng làm hỏng con chim đi cơ đấy. Cái con mái này nó là cái con dao hai lưỡi, mình phải biết cách thì mình điều được nó, còn không biết đấy là nhiều lúc ấy để con trống ấy nó cũng phụ mái quá, đến lúc không có mái ấy, nó không dám chơi đấy. Nên là đi các bạn mà lên trên Sapa mà các bạn thấy họ, cái người dân tộc họ treo mi ra các cái cây đào ở vườn hoa các bạn ấy, là có vài con nó cứ đấu hót loạn lên, nhưng mà trong đấy là sẽ có mái đấy các bạn ạ. Đấy. Có mái treo cùng ở đấy đấy. Đấy. Đấy là cái chim đấy về nuôi mua về không chơi được đâu. Nó dân tộc có nuôi nó ốp mái, nó không biết cách nuôi, nó làm phụ mái quá nhiều. Đấy. Đấy. Bây giờ Quang hướng dẫn cho các bạn đây là cái cách ốp mái để cho nó nhanh lên lửa. Đấy, và cái các cái clip tiếp theo ấy thì các bạn thấy là Quang sẽ hướng dẫn, sau này Quang sẽ hướng dẫn các bạn là tách mái dần ra thôi. Nó cũng đơn giản thôi. Khi mà các bạn treo ra một chỗ nó chơi tốt tốt rồi thì cứ dần dần tách mái ra là nó sẽ quen, nó sẽ chơi ở đấy thôi. Đấy. Và cái lúc mà mình đấy, mình không cho nó nhìn thấy mái như này nhé. Đấy. Thế sau đó thì mình lại gọi mồm. Tóc 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 tóc. Ọc 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 ọc. Cái điện thoại thì không hiểu sao là tự nhiên nó lại tắt rồi, hết pin. Đấy, thì cái điện thoại nó sẽ kích thích cái giọng của cái con nào đấy, nó sẽ kích thích lại cái lửa rừng của nó. Thì hàng ngày các bạn luyện cho nó hót như này độ khoảng tầm 10 đến 15 phút. Để dưới đất này thôi, và cái mình làm quen như này. Nếu mà bạn nào có thời gian ấy thì buổi sáng một chút và buổi chiều tối cũng được. Mùa hè này thì cái tầm 5 giờ chiều cũng được. Đấy, sẽ tranh thủ về tắm rửa sạch sẽ đi, xong bắt đầu là luyện cho hót, xong rồi tắm rửa sạch sẽ cho con chim, rồi cho nó khô lông, rồi cho nó đi ngủ. Ngày nào các bạn làm như thế độ 2 lần ấy thì sẽ rất là nhanh được chơi. Vâng, đấy.
Thì sau khi là không cho nó nhìn thấy thì các bạn lại cho nó nhìn thấy này, nó lại phấn khích lên. Và một lúc các bạn lại che đi. Vâng, thế thì các bạn làm quen với cả cái con chim bổi lỡ thì mộc dở thì các bạn cứ như thế nhé, hàng ngày nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nhé.